Trời ơi, nghĩ làm sao á, ta đang đi đi giữa đường, trời ơi còn nhìn lại nhìn tôi nữa trời. Cô gái mặc váy cưới đi bộ giữa đường, lời nói của tài xế phía sau khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Đoạn clip được cho là diễn ra tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đoạn clip cho thấy, một cô gái đang đi bộ giữa đường, trên người mặc một chiếc váy cưới vô cùng đặc biệt và một chiếc áo màu vàng trùm từ đầu đến lưng. Điều đặc biệt là người này tay cầm váy, thông dong đi bộ giữa đường lớn dành cho ô tô. Không hiểu vì sao cô gái trong trang phục cô dâu lại đi giữa đường như vậy. Một xe tải đi phía sau nhìn thấy, đã đi chậm lại. Người đàn ông giật mình khi thấy cảnh tượng liền nói lớn: "Trời ơi, trời, nghĩ làm sao á, người ta đang đi mà đi giữa đường, trời ơi còn quay lại nhìn tôi nữa. Cô dâu đâu đi lạc vào đây, cô dâu nhà ai đây, rước về giùm em cái đường em đang đi. Từ đâu đi vào đường này là chết em rồi." Trời ơi, nghĩ làm sao á, ta đang đi đi giữa đường, trời ơi còn nhìn lại nhìn tôi nữa trời. Trời ơi là trời. Cô dâu đi đâu đi lạc đi cái đường này đây, trời ơi con dừng lại, ôi trời ơi, trời ơi là trời. Trời ơi khổ chưa, cô dâu nhà của ai đây, rước về giùm em cái đường của em đang đi mà tự nhiên đi đâu, đi luôn cái làng này chết tôi rồi, trời ơi. Tài xế thản nhiên nói về cách ăn mặc của người đi bộ: "Cái váy ấy coi bộ năng à, trời ơi cô dâu của nhà ai đây, chú rể đâu rồi rước về giùm tôi cái. Khổ quá, đi qua nở quen trúng ba cái, định cho lo luôn á trời, thằng chú rể nào mất cô dâu dáng chịu nè. Chuyến này là tao bắt cô dâu nè, thằng nào có cô dâu mà không giữ nè, mất dáng chiêu nè, em ơi chờ anh với, cho mất cô dâu luôn." Cái váy đó chắc coi bộ nặng à, trời ơi. Trời ơi, cô dâu của nhà ai đây trời, để đâu chú rể đâu rồi, rước về giùm tôi một cái. Khổ quá mà. Đưa đi lỡ ngay quẹt chúng bả cái đền cho no luôn á trời. Thôi nhìn. Đi không em ơi. Thằng chú rể nào hả, mất cô dâu ráng chịu nè. Chuyến này là tao bắt cóc cô dâu nè. Trời ơi. Thằng nào có cô dâu mà không giữ nè, mất ráng chịu nè. Báo rồi nè. Em ơi chờ anh với, cho mất cô dâu luôn. Thôi được rồi. Có thể nhìn thấy trên đường có rất nhiều xe qua lại, rất là nguy hiểm. Bên cạnh đó, giọng điệu của người tài xế khiến dân mạng bức xúc vì hành động giễu cợt, trách móc người khác như vậy là không nên. Có thể là cô gái có chuyện buồn với tâm lý không ổn với như vậy, người ta đã như vậy rồi còn quay rồi đăng lên mạng, cái giọng ông lái xe nghe chói tai, lại còn chạy lại gần nói to nữa, mình thật sự nên án luôn, nhìn mà tức á. Không biết lý do là gì, nhưng không nên làm như vậy. Một số bình luận cho rằng, mặt khác như bình luận bên vực tài xế, đi giữa đường như vậy là rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn cho mình và mọi người xung quanh. Còn bạn, bạn nghĩ sao về đoạn clip này? Cóc cô dâu nè. Trời ơi. Thằng nào có cô dâu mà không giữ nè, mắc ráng chịu nè. Báo rồi nè. Em ơi, chờ anh với. Cho mất cô dâu luôn. Thôi, được rồi.